đây đấy. Mày muốn gì không mày sẽ đấy. Phải lùi lại để cho người ta đi chứ. Ôi. Nhấc luôn mấy bao đấy lại dịch dịch ra đi. Này là xe máy người ta cũng đi được. Ai da. Đấy. Hạ bừng xuống. Chắc là xếp vào đây này. Phải không ạ? Xếp vào đây. Ồ, cái cửa này phải xử lý lại rồi. Phải nâng cao lên, không ốp nền vào nữa là không mở được. Ok nó. Mình xếp vào đây được. Cứ xếp vào đây đi ạ. Xin chào cô và anh chị nhé. Chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên. Đây hôm nay anh em mình chở gạch vào. Nhưng mà đội thợ xây hôm nay là báo nghỉ. Đấy, gạch sân vườn. Nghe ra đợt đầu là cái nền bếp ấy, là anh em mình cũng bảo bà Hiền là ốp bằng cái gạch này. Tuy nhiên là bà sợ là ở trong bếp mà ốp cái gạch này nó xấu. Đấy, nên là đã thay đổi sang cái gạch màu giả gỗ kia. Còn cái gạch này thì nó có cái độ nhám này. Ốp ở sân thì sau này nó rất là sạch sẽ. Đấy, hôm trước thì ở video trước các bác thấy đấy là anh em lấy cốt đánh thăng bằng các thứ. Đấy, cán được hết cái này rồi. Ừ, bác chào Minh. Bác ngó cái kho một tí nào. Ngô này chắc là phơi lốt để cho nó khô. Khô hẳn. Ui, quá đẹp luôn. Đấy, còn đánh bóng đánh biếc này. Sau này quét nó dễ dàng hơn này các bác này. Vậy là cái phần nhà kho là xong. Xong xuôi hết rồi. Cửa là em thợ của chỗ xưởng cơ khí của em công là cũng đang gia công rồi. Đấy, một vài hôm nữa là anh em mình vào là chiến đấu chắc khoảng đôi ngày nữa là xong xuôi hết. Đấy, cả những cái phần máng nước, mái mùng, cửa giả. Đấy, những cái phần việc nào còn lại đợt tới đây thì chỉ còn việc của cơ khí thôi. Ngày mai các anh chắc là cái nền này chắc một ngày. Đấy, bây giờ là chỉ có lát thôi. Chỉ có gọi là dùng xi măng tinh xong là dán cái gạch này vào thôi. Hết cái khoảng sân này luôn này các bác này. Quá là rộng rãi luôn. Và cái nền này này em công là cũng bảo các anh là cho nó đậu dốc thoai thoải ra ngoài. Từ kia ra đây dốc đâu đấy khoảng 2 phân, xong là từ đây đổ ra kia khoảng 5 phân, 4-5 phân gì đấy.
Đấy, sau này nó mưa xuống. Ừ, bắt cháo lì. Gốm, gốm rất tuyệt. Nặng, mỗi hộp này đâu đấy mười mấy cân luôn. 17, 18 cân. Thấy chưa? Thấy đâu? Kia gạch 50. Không phải. Đây là gạch 40 thôi. Ốp gạch to sợ các bác là ốp khó ốp. Đấy. Tẽ hết ngô chưa, Báo? Đã. À, ngô tẽ xong hết chưa? Hết sạch rồi đúng không? À, vẫn còn ít đây nhỉ. Nhưng mà tí thì vẫn... Chỗ này vẫn để bao bao hết thì vẫn... Ừ. May thì mình... Thế nào kho... Mình... Cái kho có khả năng là... Là kê, kê gạch, kê ván vào để mà cho... Cho ngô vào được rồi đấy. Nó khô mà... cứng rồi. Được 2 hôm rồi. Cho đi. Ngô này ngày hôm nay là liệu đã khô hẳn chưa? Khô hẳn rồi. Nhưng mà là mình để vào bao được. Này cho vào bao. Kiếm cái gì kê để chuyển dần vào trong này thôi. Đấy. Cứng đét rồi. Đúng rồi. Cái này thì hôm qua Báo có điện hỏi ý kiến của anh em mình là em cho ngô vào được chưa? Thế nhưng mà em Công bảo thôi cứ để thêm một ngày cho nó cứng hẳn đi. Cho nó chắc. Đấy, đến hôm nay thì khô chắc là cứng đét rồi. Đấy. Khô chắc chắc rồi. Mai kia sẽ cửa đang làm rồi. Mai kia xong là sẽ cho vào. Lắp thế là ok rồi. Còn ngô ngáy thì một là xếp ở góc này, hai là phía đằng kia. Nói chung là chỗ này thì sau này có tha hồ để rồi. Không. Các... Thế này thì lại không tha hồ nữa thì vẫn không biến nó rồi. Rộng như thế nãy mà còn không đủ nữa thì chịu rồi. Đúng rồi. Nắng sướng nhỉ. Anh em mình chỉ cầu mong nắng cho A Hờ là để trồng lốt tường đi. Trồng lốt tường lợp mái vào thì mới yên tâm được. Và đợt này thì anh em mình vẫn còn phải đi mèo vạc một đợt nữa các bạn. Vẫn phải đi lên trên chỗ nhà em Dũng Hai Con bên kênh của em A Thành. Đấy, cái sự
cha Vincent Phạm là có nhờ lên là xử lý nốt cái máng hôm nọ lên thì không điện đó mà trong đấy là không hàn được các bạn. Có khả năng đợt này anh em mình sẽ phải chế cháo kiểu khác để mà không cần phải dùng đến đến điện hàn nữa, mình có thể chế những cái đai máng sẵn ở nhà, những cái khung sẵn ở nhà xong mang đến đấy lắp đặt sau. Đây này, lấy những cái miếng ván này, tí bảo vợ con là vệ sinh đi. Cái này, đây này, cái này là phải vệ sinh đi nhá. Không để như này được đâu. Không, vẫn không để như thế đâu. Bây giờ là mình làm trong kia. Cái này thì mình phải dọn hết. Không thì... Xong rồi. Thế vẫn bẩn. Dọn dẹp được rồi. Vâng. Đấy, chỉ có các bác dán gạch kia thì nó không liên quan đến cái gì ghê gớm nữa rồi. Người ta chỉ trộn xi măng tinh cho là người ta dán vào thôi. Thì không cần phải... Cái công việc đấy là các anh sẽ tự làm, mình chỉ là đi vệ sinh thôi. Đấy, còn cái này thì em bố trí mà chắc là chiều nay cho vào được rồi. Cho dọn cho... để dọn cái bên chỗ kia ấy này đi, chỗ cái bán mái này. Xong là em xử lý kia nhá. Xử lý cái đường. À, vâng. Vâng. Ừ. Đấy, tiện thể làm luôn cho xong. Hôm trước có chia sẻ về cái vết này của Báo. Ồ, đây này, đỡ rồi này. Đi lên trên bố mẹ của nhà chơi của trai. À. Vâng, nó trước kia nó vẫn bị một cột ở dưới này, đủ một la, không khỏi. Ừ. Thì nó đi vẫn đi ở trong trời, đi bảo nhiều thì nó vẫn mua được một lọ thuốc về. À. Nó chỉ có là hai lần thôi, thì nó vẫn đê khổ rồi. Thế là em đi xin mua rồi à? Vâng, đi xin về. À. Vâng, vẫn khổ thì vẫn cho. Cái này lúc nào tắm thì nào mới còn khổ được. Tắm tối đến ấy, tắm rửa sạch sẽ lau khô đi hãng chấm. Vâng. Chứ còn ban ngày này thì nó toát mồ hôi ra này thì không chấm được đâu. Đúng rồi. Đấy, có bác thì bảo là bị rô la thần kinh. À, có bác thì bảo là bị cái gì? Bị hắc lao. Đấy. Hôm vừa rồi thì chỉ cho Báo là cái cách chữa rồi, nhưng mà Báo lại đi kiếm được thuốc rồi, thế là ok. Đấy, bây giờ ấy đi, xong là dọn dẹp những cái này dần đi. Đấy, ngô nghiếc ở trong này là cũng chuyển luôn đi. Vâng, vâng. Chuyển đi cho nó quang. Vâng. Chuyển chỗ này này, đấy. Cái lền chỗ này nó vẫn ẩm này các bác này. Đấy, do nước nó đùn từ dưới đùn lên. Đúng rồi. Cái này chính xác ở chỗ nào thì em cũng đục, cũng làm như bên kia là được. Vâng. Nhưng đợt này là không cần để cái ống kia quá sâu đâu nhá. Mình xuống khoảng tầm, mình đào xuống cái hố khoảng sâu khoảng 20 phân. Đặt cái ống khoảng 10 phân thôi. Nước nó dâng lên xong là nó chảy ra kia. Vâng, cái nếu mà nó nhiều nước, gọi là nhiều quá thì mình cho cái ống to hơn tí. Cho ống 60 đi. Không thì ống bé bây giờ mình cho hai ống ấy. Nếu mà có ống to, cho một ống to là được rồi. Vâng. Hai ống, ba ống. Đấy, xong dọn dẹp cái khu này đi. Nhìn hơi lanh tanh bành đấy. Vâng. Vẫn dọn xong chỗ này thì lá sơ xong thì này vẫn... Mấy cây hôm nọ trộn vữa à? Vâng. Ui, hôm qua em trời hết cả một đống to to lên. À. Thì vừa vẫn bảo là lấy cuốc nhưng mà em bảo là không. Cuốc thì đau lần mấy lần vẫn không hết được. Ừ. Thì mở mấy cây... Trộn cái này hôm vừa rồi nhà hở đổ cái rằng tường là cũng dùng cái phương pháp này. Đấy, kiểu nhanh. Trộn vữa chỉ có ở vùng cao. Cái này nhanh tay lắm. Ừ. Nhanh nhân tay nhiều. Ui, một lúc này. Hơn 10 người như thế. Ừ. 10 người vẫn là không... Chiều tối hôm qua xong à? Vâng. Hôm qua xong từ lúc... Là giờ 10 phút hay là... 15 như thế. Ừ. Chắc là các bác mai các bác vào xử lý lốt đấy. Hôm nay thấy Báo bận rồi. Đấy, được mấy cái tấm ván này dày sướng nhỉ. Dày thế thì cho nó vừa. Còn không? Đây à? Còn đây tấm nữa à? Hết chưa? Tấm này. Ờ đấy, ui thế thoải mái để. Vâng. Bây giờ quạt luôn không? Cái này ngô lại quạt chưa? Chưa. Bây giờ quạt à? Vâng, bây giờ quạt.
Quạt này là đóng bao đấy, là không phải phơi nữa rồi các bạn. Có bác góp ý là cái ngô này là phải phơi, bây giờ nó khô nứt chân chim ra. Nhưng mà ở trên này là rất là hay bị mọt nhá mọi người nhá. Nếu mà để cái kiểu mà ngô cả quả đấy, ở đây thì họ bình thường ấy, anh em mình thấy là bảo quản bằng cách là cái nhà sàn, nhà trình tường ấy ở trên nó có một cái sàn. Đấy, bà con là hay quẳng hết cả quả lên đấy, để hẳn cả một đống luôn thì nó hay bị mọt. Nhưng mà lần này nhà báo là làm cẩn thận hơn rất là nhiều. Đấy, là cho vào bao tải, đấy, một lớp tải sắc rắn và một lớp tải ni lông, nên là chắc là sẽ không bị mòn nữa đâu. Đấy, phơi như thế này là cũng là khô ấy. Ui giời, xong chơi kiểu kia đi vào cho đỡ vướng. Vẫn mình vẫn để bên đây chạy vòng này à? Vòng ra. Anh bảo gạch này nghiêng lên này, nó cao hơn này, cao hơn tí cho nó cách nền tí đi. Cách nền, cách tường. Cái tường này thì cũng không sao này. Cái tường này là bên này nó là bếp rồi. Đấy, nó sẽ không bao giờ có mưa ở đây. Đây, bác bảo. Ôi xa, không cần phải cho ra quá này đâu. Hai viên này. Mỗi lượt một tấm này thôi thì hay là hai tấm? Hai tấm ra đây hay là một tấm này để? Một tấm. Thế thì cách tường ra một tí đi. Vâng, vẫn cách một tí. Rồi. Cách ra để cái bao ngô cho nó vững. Vâng. Đấy. Thế là đẹp rồi. Minh lấy thêm ván vào đây. Một mình có bê được không? Không bê được đâu. Ván đấy. Chứ mình đi sể thì chưa không thì... Xem nào. Cái này thì gác luôn lên đấy. Đâu tấm này cho vào luôn. Không. Cho tấm đấy à? Là tấm dạy. Rồi. Mình đặt đầu đấy xuống, bác quét ra. Cho các cháu úp phát nó xuống là nó sạch. Cái bay đây. Cái bay đâu, lấy cái bay. Mày thế, có mấy cái tấm ván này. Quá ok luôn. Trước kia mình... Gỗ gì đây? Gỗ thông. Gỗ thông trên này, nếu mà thông... Thùng đá là có giá lắm ấy nhá nhờ. Có gió tôm vào thì nó gãy thì mới đưa xề một tí như thế này thôi. Và không thì mình vẫn không được đi chả gió tôm. Các bác khán giả thì cứ sợ là ngô bị ẩm. Đấy, thế nhưng mà đây phải quay lại để mọi người xem rõ kỹ hơn. Không, anh em mình làm thì cũng cũng gọi là làm đến đâu cũng chỉ bảo gọi là cố gắng làm sao hướng dẫn cho làm đến nơi đến chốn các bạn. Đây nhá. Đấy. Ở trong là một lớp tải sắc rắn này. Và bên ngoài báo cho thêm một lớp ni lông nữa. Đấy, buộc kín vào như thế này là không có cái con gì nó vào được nữa. Mà nếu có cái con gì vào đây thì cũng không sống được. Kín mít thế này cơ mà. Đấy. Tí nữa là đấy, giải phóng hết cái đống này sang đấy. Một cái nhà đấy là để ngô này. Đấy, sau này còn để những cái máy móc này có mà thoải mái luôn. Đấy, mọi người thì cứ sợ là chật. Đấy, những cái này sau này bà Hiền cũng có nhờ là cháu Công sẽ hàn cho Báo là mấy cái giá. Mấy cái tầng lên để... gia đình là để đồ, để những cái chậu, để những cái gọi là đồ nó cồng kềnh. Còn phía đằng này thì cái hàng gạch kia xây thêm một hàng và cũng làm giá lên, để những cái đồ mà đựng nước các thứ ở ngoài. Ủa còn như chồng không ạ? Ừ? Còn
Cái này, à, cho kịch vào đấy. Đấy, à, như này này. Báo. Cho câu luôn như thế á. Ừ. Làm một viên cho là được. Cho nằm đi đã. Cho nằm cho hai viên chồng nhau xem là nó có cao bằng kia không. Mới nhảy. Cho bác một viên nào. Cho tấn như thế. Ờ à, đấy. Bỏ viên. Đấy. Đây, cho vào giữa đây. Táo nhưng lên này. Nhưng cái ván lên tí này. Đấy, thử đây kê nào. Thế không được. Bởi vì đang để nả vào thì vẫn như nhau thôi. Úp xuống nào, thử úp xuống. Không, bên này để thôi. Lúc nãy mình vẫn lật. Ở đây này. Mình đi kiếm thêm một cái mảnh gỗ nữa. Để kê vào đây. Một cái mảnh gỗ nữa. Cho đỡ cập kênh. Ừ. Ui. Nóng ra trò. Ui, thành thì bé thế. Một cái miếng ván ép này này. Ván ép miếng đấy mà cá thương. Đây. Đấy đúng rồi. Anh xem nào. Ấy. Đấy, tầm đấy kê đâu nữa? Kê đây à? Đây thì cho thôi nhỉ. Thế thôi. Đúng rồi. Một viên gạch này được. Thế thì anh cho nghiêng nó lên như này. À, còn một viên cho vào giữa, từ. Đấy, ở đấy cho viên thôi, giữa đây cho viên. Ê, này để thoải mái. Thế thôi. Rồi. Bằng này đã đủ chưa? Chuyển ngô sang được chưa? Chưa sang được. Chuyển được rồi đấy. Mấy hôm nữa có cửa vào là quá ok luôn à. Đấy, những cái máy đấy sau này xong là cũng cất luôn vào đây này. Quả tải này có khi phải 70 cân đấy nhờ. Đến 70 cân không? Hôm qua mình cân một bao là mình vừa không được. Làm bao nhiêu cân? 10 sinh. 10 sinh. Làm mỗi sinh là 110 cân đúng không? 110 cân. Mỗi sinh là 11 cân đúng không? Vâng. Ừ. Đấy, phơi khô quả sạch là sao không cho không, vẫn còn bao cho tải ni lông vào trong kéo nó chả đỡ rách à đúng không mình vẫn xếp vào trước thì mình lấy về đủ nhưng mà vào. Ví dụ sau này nhá, sau này là muốn khiêng một bao ra ngoài ấy thì là nó sẽ rất là dễ rách nó thì rách cái túi ni lông ấy nó phí ra là như thế nhưng mà lúc nào mình ra thì mình mới phải cười ra thôi mình lấy kỹ cho nhớ đâu người ta vào mua cả bao bán cả bao để làm sao không cái đấy thì cả bao thì bao to như thế thì mình biết là kiểu thì giống như anh nói kiểu thì chắc là vẫn hỏng nhưng mà mình vẫn không bao to thì mình cũng không kiểu như thế đâu. Vâng. Trời hơi ngược lại cho bao ni lông ra ngoài đấy quạt này giống quạt thóc dưới xuôi các bạn nhưng mà bây giờ là nhàn hơn là nó có motor đấy, chạy quạt luôn bự quá. Thanh niên già cái đâu rồi? À, em già đâu? Đi học rồi à? Minh đi học chưa? Vẫn đi hết. Học sáng à? Minh học sáng à? Vâng, hai người vẫn học sáng. Ừ.
đi bộ hay là có xe đạp rồi? À kia, xe đạp của mình. Đâu lấy cái gì hứng được. À đây là mình để sẵn xong là mình mang vào đây mình đổ à? Vâng, như thế thôi, không thì cần bao như thế thì mình nhớ không được. Mười cân thì một cân nửa cân như thế thì không vẫn to chứ. Đấy, bây giờ có cái túi ni lông này là tiện bảo quản dễ này. Bảo quản này nó mới được lâu. Để này được lâu. Ngày trước cứ để cả quả kia vứt lên trên gác kia là thấy nó ngay nhanh bị mọt lắm. Người nào việc đấy, mấy đứa này thạo việc hết rồi. Nhẹ ra là cho nó để lui vào đây này. Anh bảo cho lui nó vào đây này. Có phải tiện không? Vẫn tiện nhưng mà để đây cho nó cho nó thổi ra kia khỏi cái quét à? Không thì vẫn bẩn vào trong hết. Thử này. Không, mình vẫn phải đấy, thì ra đâu rồi. Cái bao đấy lấy một cái thanh đòn ấy, ngang phát là hai người cầm cái thanh đòn này bê thì nó nhẹ hơn. Quản lúa. Đây không phải quản lúa, quản ngô. Vui ghét nhỉ. Này tối kiếm bữa cơm thôi nhỉ. Cái này quạt nó sạch hơn quạt thóc. Thóc kia nó sẽ có mấy loại. Đấy, đầu tiên là cái bụi này, xong đến cái hạt lép lép này. Nhưng ngô thì gần như là không có hạt lép, chỉ có cái mày kia thôi.
cũng có quạt quạt máy nó khác nhanh thật đấy. Tí đã sắp hết rồi. Ây da, bao nhiêu thế mà mới được có một bao vậy ạ? Vâng. Chứng tỏ là bao này đựng được nhiều nhờ. Bao này là những loại bao bé đây. Bao này bé gì nữa? Vẫn còn lại bao to thì cho bà đồng luôn đấy. Đấy. Bao này được bao nhiêu cân? 110 cân. Hơn tạ. Vâng. 10 sinh ấy. 10 sinh. 10 sinh ngô. Ngô sinh thì 11 cân. Đấy. Một sinh thì 11 cân như là... Ở đây gọi là sinh. Đấy, mỗi một sinh nếu mà cân bằng yến kg là quy ra là được 11 cân các bạn. Còn nếu mà một yến ở trên này sinh là tính theo cách tính của người Mông. Thế còn yến theo cách tính của người Tây là một yến là 6 cân. Đấy, 6 kg. Thế còn mình thì cứ một yến là 10 cân rồi. Tô sao? À, không, quạt. Nghe cái tưởng nó tô. Cả nhà lao động thích thật đấy các bạn. Đấy, mỗi người một việc. Đây, bé Minh này, bé Ly này, bé nào cũng biết việc, cả bé già, bé tí con này. Việc nào cũng làm thạo rồi. Đấy, mỗi một buổi đi học về là một buổi để về phụ giúp bố mẹ. Mình cũng đi rất là nhiều hoàn cảnh. Nhưng mà có nhà A Páo này, nhà chị Say này, và vừa rồi đây là nhà em Giàng 5 con các bạn. Các bé của nhà các hoàn cảnh này là rất là biết việc. Ví dụ như nhà chị Say là bé Nô thì lớn hơn Minh này một chút. Thế còn Vá thì cũng lớn hơn bé Ni kia. Nhưng mà bé nào cũng biết làm việc. Vá xuống nhập học rồi. Đấy, thông báo với mọi người một cái tin rất là vui. Một hoàn cảnh trên kênh của em mình là bé Vá, là một bé có lực học rất là tốt. Và đợt vừa rồi đây là được vợ của em Đức, là cô giáo, là đã làm hồ sơ xin nhập học ở trong trường nội trú. Và bây giờ là đã được nhận rồi nhá. Hôm nào anh em mình sẽ có một cái video để mọi người cùng xem. Mong là các bác vào chúc mừng cho bé Vá. Đấy, tương lai nếu mà được học ở một cái môi trường mà có cái sự kỷ luật ấy, chỉ các bé vào đấy là chỉ có việc là tập trung vào học thôi thì các bé sẽ phát triển rất là tốt. Tất nhiên là như con của Báo đây này, ngoài cái công việc này ra thì anh em mình vẫn phải động viên là cho các cháu nuôi dạy các cháu đi học đấy, nó thật đàng hoàng. Mục đích của bà Hiền cho những cái này để cho vợ chồng A Páo là ổn định kinh tế này. Đấy, để cho các bé này là được đi học đầy đủ. Đấy, không phải gọi là chịu thiệt thòi như ngày trước nữa. Thực ra là ở đây thì cái điều kiện đi học là không phải là không có đâu. Có mỗi cái là bố mẹ của các hoàn cảnh này ngày trước thì không có sự hiểu biết. Nên là chỉ biết là con cái là chỉ cần là biết cái chữ thôi, hoặc là không cần đi học cũng được, không quan tâm, không quan trọng việc học. Nhưng bây giờ đời sống nó khác trước rồi các bạn. Đấy, nếu mà bảo là không có kinh tế thì con cái phải đi làm giúp đỡ bố mẹ đã đành rồi. Như này là nhà Báo là đầy đủ hết rồi. Nên là sau này Minh là phải đi học đều Minh nhá. Vâng. Không được nghỉ học đâu. Vẫn không nghỉ đâu mà. Ừ. Về tối xem TV đến mấy giờ? Vẫn không được xem. Ừ. Tối có học bài không đấy? Tôi vẫn học tí bài, vẫn đi học cái kền gì ấy. Chịu khó học bài, có khi là hết kỳ có giấy khen này, bà Hiền lại có quà cho nhá. Đông người các bạn, có một tí đâu đấy khoảng 30 phút mà đã xong hết cái đống ngô này rồi. Nhìn thì phơi thì nhiều nhưng đóng vào cái bao tải kia chắc là được 2 bao. Hai cái bao đấy cũng được khoảng hơn 2 tạ ngô rồi. Đấy, tí nữa xong xuôi Báo cũng dọn dẹp hết bên này rồi. Đấy, nó sẽ quang vãng đi hơn rất là nhiều. Báo ơi, ra dặn dò một tí, sau này anh em cũng phải đi về đây các bạn. Đấy, kể cho vợ làm. Ra đây bảo này. Những cái này tí dọn dẹp nhá. Vâng. Chuyển nhá. Vâng.
Rồi thì cái xi kia phải đậy vào nhá. Vâng, không nhỡ nhỡ đêm nó mưa xuống. Nhưng mà hôm qua vẫn vừa lát xong thì với lại nếu mà còn thời gian thì cho vợ con xử lý lốt cái này đi. Giải phóng bếp này thì, nữa. Vâng, dưới này thì làm bây giờ thì ở dưới này mình xếp vào bao rồi thì tí ra là mình thế nào thì mình phải té. Đúng rồi. Té ra. Té xong không thì té ra là xong hết rồi. Rồi mai các bác lát lên sân ở đây là cái những cái chỗ này cũng phải giải phóng đi rồi. Đúng không? Xi đậy nó vào. Chắc là những ngô xấu xấu này để cho gia súc gia cầm thôi đúng không? Xi nhớ đậy vào nhé, không là đêm nó mưa đấy. Tí vẫn đậy vào. Ở đây còn là sẽ là 1 2 3 4 5. Gầy thì có 8 viên. 8 viên à? Vâng. 8 viên thì. Gầy này là 8 viên chúc mình kênh xi ở chỗ này. Thế thì vẫn thiếu mất một tí. Thiếu tính zin quá. Thiếu 12 viên thôi. 12 viên à? Ừ, 12 viên thì vẫn thành trò là 20 viên. Coi như là bột cũng hết này các bác này. Bột hết. Coi như là mình tính là cũng tương đối là sát. Đấy, nguyên cái sân này đã hết sạch một xe bột rồi. Đấy. Các bác còn lát dốc láng dốc thế này thì sau này yên tâm là nước ở đây nó không bị đọng nữa rồi. Để cái nền này được gọi là phơi một nắng là ngày mai mọi người chỉ có vào tưới qua một lượt nước xong là bắt đầu dán cái gạch này vào. Chắc là 1-2 hôm nữa là sẽ đẹp hết. Đấy, sẽ những cái phần xây dựng, xây xiếc liên quan đến thợ xây là lần này chắc là đợt cuối rồi các bác. Không còn cái gì để mà vẽ vời nữa rồi. Đấy, có lẽ là bà Hiền này cũng không thể nhìn thấy cái gì để mà cho báo nữa rồi. Vì những cái hạng mục này thực ra là ngay từ đầu là không có đâu. Nhưng mà dần dà bà cứ xem, bà cứ thấy thiếu thiếu chỗ nào bà lại bổ sung. Tất nhiên là nó sẽ gọi là dây ra nó mất thời gian một chút. Hoặc là có bác thì bảo là tại sao cứ làm lum ca lum côm, sao không làm luôn một thể. Thực ra cái này không ai tính được trước đâu các bạn. Và những cái này thì cũng không có trong những cái dự định của anh em mình. Đấy, nhà ngôi nhà của Báo thì trước đây Nắng Mai TV xây dựng cho thì nguyên cái phần nhà đến cái phần nhà vệ sinh kia thôi. Đấy, nhẽ ra lúc đầu bà Hiền là chỉ cho cái phần mái này thôi, không cho hàng rào. Đấy, nhưng về sau là bà cứ nhìn thấy thiếu bà lại bổ sung. Nên là anh em mình cũng được cái sự tin tưởng bà giao việc cho làm. Bây giờ thì nó cũng đến giai đoạn hòm hòm rồi. Tất nhiên là cũng còn những cái việc lặt vặt thì chắc là mất khoảng vài hôm nữa. Các bác chờ đón những video tiếp theo trên kênh của Hoa Đá Cao Nguyên các bác nhé. Và video này thì cũng xin phép chào tạm biệt các bác thôi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người, quý cô bác anh chị và mọi người ở những video lần sau. Xin chào. Xin chào. Thank you.